Rồi, làm luôn. Anh một cái đúng không? Anh cái phụ em, còn 4 cái. Rồi chơi. Trời đất ơi trời, 5 cái mà không trả giá nữa trời. 1. Trời ơi trời. Mời em ngồi. Bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ yếu lý lịch trích ngang. Mời bạn. Dạ em là Võ Văn Bình, đến từ Ninh Thuận. Có mở một cái dịch vụ nhỏ nhỏ làm vệ sinh công nghiệp. Vệ sinh công nghiệp là sao? Tức là công trình ta xây dựng xong, bên em sẽ vô vệ sinh và bàn giao cho chủ nhà hoặc là các chung cư được đó. À, tức là dọn vệ sinh cho tất cả các căn hộ mới làm xong đúng không? Dạ. Rồi, hiểu rồi. Ủa bạn nhiêu tuổi bạn? Dạ em năm nay 29 tuổi chị. Chào bạn nữ, rồi em giới thiệu đi. Em xin chào chị Cát Tường. Em chào, xin chào anh Huỳnh Linh. Chào bạn. Dạ. Em tên là Trịnh Thị Kim Hồng, 25 tuổi. Quê em ở Bình Phước. Hiện tại em làm việc ở Kumon Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình có ưu điểm, khuyết điểm gì mình giới thiệu cho bạn trai bên kia nghe luôn. Khuyết điểm nhiều lắm. Dạ. Em ăn chậm. Cứ ăn tô cơm là ăn bao lâu? Chắc gần tiếng. Trời đất ơi. Ăn đến cơm tiếng. Này ăn giống con tôi quý vị. Ủa nó có cần người Đức không em? Dạ không. Em vừa ăn vừa ngâm vậy đó. Là sao, ví dụ như em bỏ vào miệng em ngậm em không nhai hay sao? Dạ không, em nhai nhưng mà giống như em vừa coi bạn muốn hẹn hò vậy đó. Em vừa coi vừa ăn, vừa coi vừa ăn. Với lại em không biết cách bắt chuyện. Em ít nói nữa. Còn ưu điểm của em thì em nấu ăn cũng được. Nói chung là em biết quan tâm mọi người. Nấu ăn nhanh không? Nấu bữa cơm bao lâu? Nấu nhanh. Nấu nhanh chỉ có ăn lâu thôi. Vì ở nhà mình về rồi mình thoải mái thôi, chứ còn ra ngoài thì em vẫn ăn nhanh. Vậy cũng được, chưa đến nổi. Rồi còn ưu điểm gì nữa không em? Thôi nhiêu đó thì em ít biết nói. Nói ít thôi ha, để ta tự khám phá. Còn để bạn Nam nói đi. Bạn Nam, bạn có khuyết điểm gì, ưu điểm gì? Ưu điểm của em thì em có thể học hỏi rất nhanh, làm được nhiều thứ lặt vặt. Làm lặt vặt là gì? Ví dụ như em có thể sửa điện thoại hay là sửa máy tính đồ đó anh. Nó đâu lặt vặt đó cũng lớn à. Dù không, em chỉ biết sửa tí tí thôi chứ em không biết sửa nhiều. Khuyết điểm? Khuyết điểm em thì nói nhiều thôi. Nói nhiều hả? Dạ. Bây giờ đâu thấy nói nhiều đâu. Chắc có thể lạ đấy anh. Nói nhỏ nữa. Nói này yếu điệu nè, có ai nói em nói yếu điệu không? Đám bạn nói em là BD không à? BD phải không? Hoang mang từ nha. Hoang mang cho nhà gái vậy. Cái vụ này mệt à. Chắc có thể do lúc cái thời gian mà em còn sinh viên á. Là em lúc còn sau khi học năm nhất xong là em xuống Bến Thành em làm. Nó lớn lớn xíu em, cái chuyện này quan trọng. Thời gian là em xuống Bến Thành em làm là em mới có học hỏi cách bán hàng ở dưới á. Dần dần cái em kiểu cách em bán hàng á, mời chào khách hàng đồ á. Nó giống giống gì? Nó hơi dẻo á. Nên giống 3D đúng không? Dạ đúng rồi. Nên ai cũng nói em như vậy. Nhưng mà bản thân em có thấy em vậy không? Dạ không chị ơi. Chắc không? Chắc, manly lắm. Có trải qua mối tình nào chưa? Yêu ai chưa? Hung hít gì chưa? Em thì em có hai mối tình. Một trai hay gái? Không, dàn trai anh lộn gái anh. Trời. Lâu cài thử biết đâu giật mình nói thiệt làm sao? Trước là em với cô ấy ở chung giấy trọ. Ở chung luôn rồi? Không, tức là ở chung giấy trọ mà em ở trên, cô ấy ở dưới. Là mà lý phòng trọ em ở trên, phòng trọ của em. Nói rõ ràng với gì, em ở trên, cô ở dưới. Xong thì ra vô, em chạm mặt em cua. Em cua, mấy năm? Được hai mấy ba năm. Mà lý do sao chia tay, tại em BD hả? Không chị, là do em thì muốn lập nghiệp ở Sài Gòn, cô ấy muốn lập nghiệp ở Nha Trang. Cô ấy nói cuộc sống Sài Gòn, Bon Trang cô ấy sống không được. Khoan để hỏi cô kia, bây giờ em muốn lập nghiệp ở đâu em? Dạ, ở thành phố ạ. Rồi được, ổn. Bây giờ mình bớt cái tính gì đó 3D gì lại được không? Không phải bớt, bớt nó rung em mới vậy á. Chứ bản chất không có đúng không? Trời ơi. Cái gì vậy trời? Hỏi bản chất không có cái. Em có tò mò không em? Ngoại hình hả? Có. Ngoại hình đôi khi ta hiểu lầm á. Em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ vui vẻ, hoạt bát, nói nhiều một chút. Nãy giờ em thấy anh nói nhiều nhưng mà anh chưa thấy nói nhiều nhé. Ở đây quá vui luôn. Điều gì em không thích? Dạ, không uống rượu, không hút thuốc. Uống rượu thì được. Có không em? Cả hai à? Gì nữa không? Cả hai luôn hả? Trời ơi, bên đây cả hai luôn kìa. Cả hai là cả hai không có hay cả hai có? Uống và hút luôn chị. Thôi bỏ bớt đi. Dạ chị. Ủa tướng thì cũng men lắm mà sao? Ngon, đẹp trai. Bây giờ bao lâu thì mình tiến tới hôn nhân được? Chắc khoảng 1 năm. Sao làm gì mà quẹo tay quẹo chân hoài vậy? Rung cái gì? Đi đứng lên coi, kiểm tra cái coi, đứng lên. Rung. Đứng qua đây đi kiểm tra cái coi.
tướng ngon lắm. Thể dục thể thao gì không? Dạ không. Trời ơi. Rồi có khỏe không? Khỏe chị. Tưởng nó nói hông nữa chứ. Hết đất nổi không? Dạ không nổi đâu. Không nổi là không có vợ đâu á. Dạ không nổi đâu chị ơi. Thiệt luôn hả? Thiệt, em hết không tới 5 cái mà. 5 cái thôi là giờ gái vợ. Không tới 5 cái. Thì bây giờ 5 cái ráng lên mới có vợ. Hết lên hụt lên hết 1 cái em 4 cái. Rồi làm luôn. Anh hết 1 cái đúng không? Anh cái phụ em còn 4 cái rồi chơi. Trời đất ơi trời, 5 cái mà ông trả giá nữa trời. 1. Trời ơi trời. Nập luôn rồi. 2. Trời ơi. 5 rồi. Trời ơi. Dạ. Trời ơi. Hết 3 cái mà nằm hết 2 cái. Ủa vậy rồi đi chơi bạn gái rồi cái gì đột xuất rồi bệnh người ta xỉu ngoài đường rồi làm sao em ẩm người ta đi nổi. Xe ôm taxi gì. Cho ông xe ôm ẩm luôn. Không em dìu lên chứ. Ngồi đi. Ngồi đi cưng. Để nói em nghe nè, ngồi để nó rung quá rồi. Để tao bình thường thôi. Bây giờ chị Cát Tường nghĩ làm vậy cho em thoải mái thôi chứ không có gì đâu ha. Bây giờ thế này nè, đàn ông mình phải mạnh mẽ lên xíu nữa, về tập thể dục thể thao tốt cho sức khỏe, bỏ thuốc đi, bỏ rượu đi, được không? Chứ hại sức khỏe lắm. Cái điều gì em không thích ở người phụ nữ? Cũng biết luôn. Ủa là sao em? Sao cũng được hết hả? Dạ đúng rồi. Hả? Ủa thiệt luôn hả? Ủa thiệt luôn mà. Đây dễ lắm. Rồi ngoại hình? Mấy 55 chừng lừa chị. Ế gì lắm à? Mới 28 mà, 29 mà ế. Vậy sao thế nào cũng được, mình phải đặt ra cái tiêu chuẩn để mình đi chọn vợ chứ. Em thì chỉ cần cô ấy thích tham gia các hoạt động thiện nguyện giống như em thôi. À vậy đó thôi. Là có ưu điểm còn, của mình. Ngoài ra còn những cái khác thì em không quan tâm. Vậy là tốt. Nghe rồi nghe chưa? Dạ nghe rồi chị. Sao không được hết ạ? Bây giờ dễ tính vậy. Đến qua anh coi coi đàn gái sao nha. Mạnh mẽ lên đó, cười rất tươi đẹp trai chứ bộ bên đây cũng ngon lành. Tình điều hình chung là hít đất 5 cái không nổi. Chào em. Chào anh. Anh đây anh đẹp trai dễ thương, điều có nhút nhát thôi. Nãy giờ anh với Cát Tường bơm cho mạnh mẽ lên thôi. Chứ anh dễ thương lắm. Em cũng nhút nhát lắm, em thích người hoạt bát hơn. Có khả năng giao tiếp hơn em. Biết đâu anh gặp em anh nói nhiều thì sao? Dạ. Chứ anh thấy là cũng được lắm á. Dạ. Em không thích gì người đàn ông? Không quan tâm, nghĩ tới cảm xúc của người đối phương á. Anh quan tâm đến thiện nguyện là chắc là cũng cái tâm cũng tốt ấy. Dạ. Cặp này đưa ra tiêu chuẩn dễ lắm. Cặp này dễ mà ha, dễ thương mà, cô gái cũng dễ thương, chàng trai cũng dễ thương, đều hơi nhút nhát chút xíu thôi. Đó, chỉ có chuyện là cái nội thất là hơi yếu đuối chút thì tùy em thôi, còn bên ngoài là chị thấy ok hết trơn rồi đó. Thôi mình hỏi người thân, hỏi người thân ý kiến sao nha. Em có đi với ai không? Em đi với em gái rồi hội chơi chung bạn ế với em á. Với hai chị đồng nghiệp và mười người á. Chào các bạn. Dạ em chào chị ạ, em chào anh Quyền Linh ạ. Em chào anh ạ. Em thấy anh bên này thì cũng đẹp trai, cũng đô con, nhưng mà anh là hơi nhát quá à. Anh phải là mạnh mẽ lên ạ. Chị em thích người là chín chắn, biết cầu tiến, biết lo lắng cho gia đình. Anh có thể làm được không ạ anh? Cầu tiến thì anh cầu tiến dữ lắm em ạ. Còn lo lắng gia đình mới quan trọng, được không? Được chứ. Ví dụ như cầu tiến thì anh có thể nêu ra vài cái cầu tiến thế nào anh? Chỉ tiêu anh đưa ra là anh sẽ cố gắng mua được căn nhà ở Sài Gòn. Có thể là trên này thời gian thì ngắn ngủi thì em mong anh chị cho nhau cơ hội để mình có thể là tìm hiểu để đi đến với nhau xa hơn ạ. Rồi bạn Nam, bạn đi với ai? Dạ em đi với em họ. Chào em họ. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào khán khí khán giả. Rồi, chào chị. Nói về anh Bình thì ổng vậy đó chứ ổng thật thà lắm, thật thà chất phát, ổng cũng cầu tiến dữ lắm, mong chị cũng chấp nhận cho ổng để ổng bớt ế. Dù ổng yếu yếu đó là em thấy sao? Dạ cũng có chơi thể thao. Chơi môn gì? Dạ chơi đá banh, có chạy bộ này kia. Có sao hít đất 5 cái mà ụp mặt đất không vậy? Không em chạy đá banh là chắc em chạy em... từ dưới con em dẫn banh lên con xong em đi bộ xuống con lại. Thôi bây giờ hai bạn gặp mặt nhau nha. Chuẩn bị, kéo mặt. Anh run lắm hả? Chắc vậy. em sợ là em lên đây em run lắm, em sợ em nói không được nữa kìa. Mà em thấy anh còn run hơn em. Anh có gì hỏi em không? Lớn lên Bình. Không có gì đâu. Trời ơi. anh không hỏi sao anh hiểu được. Anh phải hỏi anh mới hiểu được chứ. Từ từ về. Anh không được từ từ về hỏi sau em. Anh không tạo ấn tượng cho em làm sao em nhấn nút được. Anh nghĩ nãy giờ anh đủ tạo ấn tượng lắm rồi đó. Anh hát hay không? Thôi kêu anh hát đừng, bỏ đi em.
Sao có gì cũng không hết trơn rồi trời. Em hát dở lắm anh ơi, mà cũng chả thuộc bài nào đâu. Rồi nửa bạn gái rủ đi hát karaoke đi không? Dạ, đi mà không hát. Anh ít đi chơi lắm hả? Ừ, anh ít đi chơi lắm. Không, anh anh thẳng thắn anh nói trước. Chúng ta thế này nè em, chỉ cái người để thật thà đó, có sao tao nói vậy. Người tốt chứ không phải xấu đâu ha. Vấn đề là nhát quá, bởi vì mới ế. Chính là nếu mà em chinh phục được người này thì... Đúng anh, em nhát gái lắm. Ủa bây giờ chinh phục ngược lại luôn hả? Bắt gái chinh phục con trai luôn hả? Biết đâu về dễ dãi lắm em. Có không? Có dễ dãi không? Nói không liếc rồi. Dễ không? Không chị. Trời đất ơi, gì không chị? Quan điểm của anh á về nuôi dạy con cái là sao? Đừng nói không nha. Cố gắng nói cho ra. Anh chưa tính. Ví dụ như anh chưa tính. Thôi con làm dễ dễ vậy nó tính. Câu đó là khó gì? Thôi câu nào dễ dễ làm như thế. Câu nào dễ thì em dễ thương, hỏi thử của em. Vậy anh thích con chó hay con mèo? Câu này mà không trả lời được dễ lắm rồi đó. Anh thích cả hai con. Một thôi anh. Để em coi thử coi có cùng sở thích giống em không á. Anh thích con chó hơn, nhưng mà động vật thì anh con nào anh cũng thích hết. Em không thích con mèo. Đây nói chuyện tình yêu, nói chuyện về chó. Rồi từ động vật mình tiến lên bậc động vật bậc cao hơn chút đi kia. Nãy giờ nói thiệt, nãy nói là tiêu chuẩn sao cũng được, thì giờ mở màn lên gặp cô gái này là có ưng trong bụng không? Cảm xúc bây giờ cảm thấy như thế nào? Quá tương tự ưng liền. Ưng ý hả? Bây giờ nè, quan trọng là em làm gì để cô ấy tin tưởng và bấm nút vậy thôi. Em có thể nào cho anh cơ hội để tìm hiểu em được không? Nếu cô ấy cho cơ hội thì em sẽ làm gì? Anh cũng nói thiệt là nãy giờ quá nhút nhát, chứ không phải là hơi nhút nhát tí, nhưng mà thực sự là bên ngoài thứ nhất là nói nhiều nè, thứ hai dễ gần, thử cho cơ hội đi em sẽ thấy. Hôm nay em rất vui là được gặp anh. Còn hết thời gian. Nãy giờ mình nói qua nói lại cho hiểu nhau hơn, nhưng trong lòng của mọi người tôi biết hiện nay cũng đang rất là trăn trở, bấm hay không bấm. Biết đâu chúng ta có duyên thì sao? Suy nghĩ thật kỹ. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Ây da. Em bỏ mất một cơ hội thật là đáng tiếc. Một cô gái rất là dễ thương. Dạ, em nghĩ là vậy. Đúng ra nếu anh là anh sẽ là người bấm, tại sao anh không bấm? Em biết cô ấy không bấm à? Đúng anh. Mặc dù em thích cô ấy. Chưa biết. Thôi thế này, qua câu chuyện ngày hôm nay chúng ta phải suy nghĩ nhiều hơn nữa trong tình yêu, trong quan hệ giao tiếp bạn bè. Anh nghĩ rằng em cần nên có nhiều chia sẻ nữa. Các bạn đồng nghiệp, có thể là em họ. Bây giờ em ngồi em sẽ thấy được tất cả những gì đó. Em sẽ bổ sung và rút kinh nghiệm cho anh của mình hơn nhiều hơn. Có thể là ngày hôm nay chúng ta ở trên sân khấu này chúng ta chưa đồng cảm được với nhau, nhưng mà hy vọng rằng hai bạn sẽ tìm được một nửa của mình ở đâu đó. Thật sự là mình rất tiếc. Tiếc lắm. Em cảm thấy rất là tiếc với cặp đôi này. Rồi, thay mặt chương trình gửi tặng cho hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là bộ wrap và bao gối cao cấp Lotus nhập khẩu từ Thái Lan. Dạ rồi, cảm ơn. Rồi, giờ mình chia ra ha. Dạ. Mình không có đi đôi. Rồi, mỗi người đi một hướng. Đây chị Cát Tường đã lấy đi nước mắt của em và mẹ em rất là nhiều qua bộ phim Máu chảy về tim. Máu chảy về tim đó. Vậy là anh cũng cải lương rồi. Dạ. Và bây giờ mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi, chúng ta sẽ giới thiệu về mình nha. Ưu tiên cho bạn nữ. Rồi, mời em giới thiệu. Dạ, em tên là Đỗ Thị Thanh Điệp, quê ở Quảng Ngãi. Hiện tại thì em được 28 tuổi. Hiện nay thì em đang làm người sale ở bên công ty URC. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường, chào khán giả trường quay. Em tên là Trần Văn Xanh, sinh ra và lớn lên ở Phú Yên. Em hiện tại đang ở quận 9, là thạc sĩ cầu đường. Hiện đang làm ở ban quản lý dự án của một doanh nghiệp nhà nước ở tỉnh Đồng Nai. Em 35 tuổi chị Cát Tường ơi. Trên nhau 8 tuổi là đẹp luôn đó. Chồng già vợ trẻ là tiên. Yeah. Không được nha, không được nha. Chưa già nha. Ủa 35 tuổi là già rồi. Ủa bên đây là có 28 gì? Mà. Ủa vậy em nói anh là già lắm hả? Ủa chứ bộ anh tưởng anh trẻ hả? Vậy đến với chương trình thì bạn đã quyết tâm là mình sẽ tiến tới hôn nhân chưa? Rồi bao lâu thì sẽ tính tới chuyện đó được?
Nếu mà được thì khoảng 6 tháng đến 1 năm là có thể là cưới nhau cũng được. Ý bạn nam mình như thế nào? Thật ra em cũng lớn tuổi rồi chị Cát Tường, cho nên em cũng muốn kiếm vợ tầm khoảng 3 tháng là được. Trời ơi, đầu lẹ dữ vậy ông? Được, cái này tôi khoái nè. Nhưng mà chuẩn bị kỹ chưa? Có đất rồi, chuẩn bị xây nhà. Cái này được. Quá đất là ngon rồi. Anh sẽ đi tìm người yêu lý tưởng của mình như thế nào? Cao tầm 1m50 cho đến dưới 1m6 và hiền lành, biết kính trên nhường dưới, biết người mà truyền thống. Cũng không thích hiện đại hả? Còn giữ một cái nét gì đó truyền thống chứ với cá tính quá thì em sẽ không thích, không có dạng như là yếu điệu quá. Phụ nữ là không yếu điệu là sao? Anh ơi trời ơi anh ơi. Anh ơi trời ơi anh. Anh ơi trời ơi anh. Dù người ta vậy nó dễ thương chứ. Không, phụ nữ là phụ nữ mà gặp á sao? Sao? Dạ anh nói sao? Vậy cứng quá. Không, em nói là có từ quá ở đây. Tức là quá mức. À, tức là điệu chảy nước hả? Quá nó mức, dạ. Cải lương quá, em cũng không... Cải lương. Ê, cái đó đụng chạm nha, cái này đụng chạm nha. À, cái gì? Cải lương quá là sao anh? Tức là người phụ nữ đó, tức là nó yếu điệu quá đến mức mà mình cảm giác giống như cải lương. Còn cái việc mà cải lương là cái môn, bộ môn em rất là thích mà. Dạ. Bực mình ông này rồi nha. Không liên quan gì cái cải lương nha. Bỏ từ cải lương đi nha. Dạ vâng. Đâu, anh dạ. Đứng lên tôi coi cái cải lương mà nha. Trời. Anh cao mét mấy? Dạ em thiếu một phần nữa đây, 1m6 gì. Khỏe không? Cơ quan em mới tổ chức khám sức khỏe thì em thuộc dạng loại 1. Ông này cái gu trả lời là không trả lời ngay trọng tâm mà phải điên vòng mới trở lại cái đáp án. Bạn có khóc không? Điểm yếu gọi là nặng nhất của em á là em xúc động khi mà xem phim nói về sự bất hạnh của người mẹ. Tối hôm qua đây chị Cát Tường đã lấy đi nước mắt của em và mẹ em rất là nhiều qua bộ phim Máu chảy về tim. Máu chảy về tim đó. Vậy là anh cũng cải lương rồi. Dạ. Không, em thì cũng mạnh mẽ. Khóc nhưng mà những việc nhỏ quá thì em lại không có thích như vậy. À, coi phim khóc là việc lớn. À, rồi hiểu rồi. Dạ, cảm ơn anh đã ngưỡng mộ là và coi phim của trời em. Trời ơi, càng nói mà càng chọc nữa. Sao không em? Sao? Thấy cũng khó nuốt lắm hết chứ. Không phải dễ không đâu nha. Đàn trai dễ thương lắm á, đừng có giỡn nha. Tôi chưa có nói chuyện với bạn gái. Trời ơi, trời em. Tình hình em muốn kiếm người bạn trai thế nào? Em là 28 rồi. Nên em cũng muốn kiếm một người bạn trai là cũng lớn tuổi, chững chạc, điềm tĩnh, biết lo lắng cho gia đình, thẳng thắn, có chí cầu tiến. Anh này có hết rồi đó. Nhưng mà em phải thích tính quyết đoán mới được. Quyết đoán hả? Tại vì con trai là phải mạnh mẽ, phải để làm chỗ dựa cho người phụ nữ. Nhưng nhiều khi quyết đoán quá em không chịu sao? Những người mà có ngoại hình hay là có về kinh tế hay là có tính quyết đoán hay địa vị thì chắc chắn là sẽ có một cái người gì đó phù hợp hay người đó có một cái yêu cầu gì đó cao hơn. Cho nên em nghĩ là trong cuộc sống thì chẳng ai hoàn hảo hết. Đúng rồi. Cái duyên số thôi. Anh này dễ thương lắm. Đây cao cũng không được lắm. Thiếu phân nữa mét sao. Dạ. Có cái điều nào mà em tối kỵ về người đàn ông, em không thích ở người đàn ông không? Thật sự là không thích một người đàn ông là lăng nhăng. Da nhăn được không em? Da nhăn thì được rồi. Với lại hay hút thuốc hay nhậu nhạt. Anh ơi, có hút thuốc hay nhậu nhạt gì không anh? Em thì không biết uống bia rượu và không hút thuốc, chị Tường à. Rồi, được luôn. À, hôm nay mình có đi với người thân không? Đến chương trình là đi với em dâu và bạn ạ. Dạ em chào chị Cát Tường ạ. Em chào Quỳnh Linh và chào anh ạ. Về những tiêu chuẩn mà anh đưa ra hoặc là chị Điệp đưa ra thì em thấy là đều đáp ứng được với nhau hết. Chị em cũng nhiều khi á cũng có hơi cái tính là hơi càm ràm á, thì không biết là mình có suy nghĩ gì về cái tính đó không anh ha? Cái tính đó thì cũng là một cái việc nhỏ thôi em, tại vì anh cũng có cái tính mà gọi là nóng tính. Đã là bạn của nhau và tiến tới sâu hơn nữa thì cái việc đó sẽ khắc phục được. Dạ, khi mà tiếp xúc với nhau thì có chọn lựa với nhau hay không thì đó em là quyền lựa chọn của em hai người. Anh có sức hút không? Dạ, sức hút của anh là từ qua lời nói của anh rất là chân thật. Anh cảm ơn em. Nếu mà sức hút của yếu mình mua ống hút mình để kế bên luôn. Rồi, bạn trai mình có đi với người thân không? Dạ, em đi với mẹ của em và bạn của em chị. Rồi, dạ. Chào cô. Dạ, con, chào bác ạ. Chào chú Quyền Linh và cô Cát Tường. Dạ. Chào cháu và chào dạ đây. À, cháu gái đây cũng là dễ thương. Tính càm ràm cho mà con của tôi sinh là nó cũng hay nóng tính. Nhưng mà rồi nó cũng nguội liền. Thì hai đứa đây cũng cố gắng lên con. Rồi để gặp nhau tìm hiểu. Rồi đi đến xa hơn chút nữa. Cho cô mừng đi. Em nói vài câu với bác đi. Trước tiên là con cảm ơn bác. Trong cuộc sống thì chắc chắn là cũng có phát sinh. Nhưng mà mỗi người ai cũng vậy, sẽ cố gắng kiềm tính mình một tí để có thể trung hòa. Cô cảm ơn con. Dạ. Anh có biết bài hát nào về Phú Yên không? Em thì hát một đoạn về nói về Phú Yên. À, rồi đó. Một tí, một đoạn nhỏ thôi nè. Từ đèo Cù Mông theo hướng chơi Nam, một vùng trời nước biển xanh mênh mông, gặp vùng lưới lúa xanh tươi tì hòa, quê em đây có núi nhang sông Đà. Màu xanh Phú Yên, màu xanh của lúa, màu xanh của biển, màu xanh núi rừng, vừa xanh biếc xanh,
Em yêu em quý quê hương mình Phú Yên, ai đi xa nhớ xin nhớ về đừng quên. Tôi chưa có đến Phú Yên lần nào á, nhưng mà tôi nghe bạn hát bài hát này tôi sẽ nhớ mãi Phú Yên. Bây giờ chúng ta mở màn lên để cho hai bạn gặp nhau. Rồi chúng ta sẽ có 2 phút. Mời hai bạn. Chào em. Anh rất quên em, anh rất cái này. Dạ em cảm ơn anh. Anh gặp em, anh ngồi cái sức suy nghĩ của anh, tưởng tượng của anh. Tại vì anh nghĩ về em thì anh nghĩ là để mà ghép đôi một người với anh thì không có phải mà xinh đẹp mà dễ thương như em. Nhưng mà về tính cách thì có thể là lựa chọn có thể gần giống, nhưng mà về cái ngoại hình thì không thể mà xinh đẹp như em. Nhưng mà anh rất, hôm nay anh cảm thấy rất là may mắn vì tính cách anh cũng rất thích. Trời ơi. Và ngoại hình cũng rất là thích. Nói tôi nhức đầu chứ trời á. Suy nghĩ hoài cái vụ này, nó kỹ lại thôi nha, dễ hiểu lầm vụ này lắm nha. Người ta mở rèm lên là chịu liền đó. Nó gọn lại tính cách về con người quá con này cái rất suy nghĩ là... của mình đúng không? Qua mình nằm mơ sao mà bữa nay nó khác hết trơn. Dạ. Đẹp hơn. Dạ. Hợp hơn. Cưới em... nhanh hơn đúng không? Dạ cưới nhanh hơn. Okay. Dạ, em cảm ơn anh. Trong suy nghĩ em đăng ký chương trình thì em cũng mong là sẽ tìm một người lớn hơn, điềm tĩnh hơn cho mình một chỗ dựa, giống như em tưởng tượng chứ không phải là quá xa. Anh có thích đi du lịch không? Anh cũng rất thích đi du lịch. Mới vừa rồi thì anh cũng có đi du lịch với mẹ anh và đi ra Phan Thiết, chứ không có người để đi cùng. Anh nếu mà em có gọi là thích đi du lịch như anh thì anh sẽ mời em một dịp nào đó để mình cùng đi du lịch. Em là người rất thích đi du lịch và em cũng chưa đi Phú Yên nên nếu mà có dịp em sẽ đi. Anh sẽ là người hướng dẫn viên vị trí em. Dạ cảm ơn anh. Lần đầu gặp anh thì em có cảm giác gì về anh? Em rất mừng là sự chân thật. Để xây dựng một gia đình á, thì người đàn ông là sự chân thành là sự quan trọng nhất. Về khoảng cách hay tuổi tác gì đó thì đó là sự mình có thể khắc phục được. Anh có người anh là anh quyết tâm việc gì thì anh sẽ làm được việc đó. Dạ, cái đó em rất mừng. Bây giờ anh nói một cái gì đó tỏ tình với bạn hát gái. Hát một câu nữa tỏ tình chẳng hạn. Hát nữa hả? Đừng hát bài nãy nữa nha. Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngày sau. Ta yêu em bằng mái ngang biển rộng, ta yêu em qua đông tàn ngày tần, yêu em như yêu vùng trời mênh mông. Anh hy vọng là mình đang ngọt ngào, tôi tưởng đâu làm nữa. Mà hát bài này được ghê. Được á, bài này được á. Trời dễ thương quá, trai tài gái sắc nè. Vụ này sớm sớm nha. Không có điều gì nha. Mà không thể cả. Vấn đề chúng ta quyết tâm, giống như nãy anh nói. Đây, là được đúng không? Nút bấm. 1 2 3 Trời ơi, mẹ kêu bấm đi. Mẹ hồi hộp quá. Ở dưới mẹ kêu bấm đi. Bấm rồi cô. Dạ cô yên tâm rồi nha. Em thì em bấm từ sớm rồi anh. Mà sao nó lâu lên. Dạ vâng. Em nói gì với mẹ chồng tương lai đi em. Gặp nhau ở đây cũng là có duyên, nhưng mà mình qua tìm hiểu con hy vọng là con sẽ là có cái nợ với gia đình mình ạ. Hay quá. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây quà tặng dành cho hai bạn bộ ráp và bao gối cao cấp Lotus nhập khẩu từ Thái Lan. Thẻ thanh toán quốc tế UCB đến từ Nhật Bản trị giá 1 triệu đồng đồng tặng hai bạn. Chúc hai bạn hạnh phúc. Thẻ này chỉ cần vô siêu thị móc ra là thanh toán, khung cái lê hên. Cho phép anh hôn em. Thôi. Cho phép anh hôn em đi. Dạ cái đưa cái đầu này nè. Bây giờ hôn trước là hôn ngay má đàng hoàng cho mọi người thấy đi. Rồi chúc hai bạn hạnh phúc. Cảm ơn. Chắc là 6 năm, thứ hai là 2 năm rưỡi ạ. Thứ ba là 1 năm rưỡi ạ. Trời ơi, cái chục năm yêu vậy đó hả? Dạ. Dạ tình duyên con tình có 2 mối tình rồi hả? Dạ. Cũng 2 mối rồi chứ ít à. Mối con chờ bạn nó đi lính 2 năm, bạn nó nói về nó sẽ bù đắp cho con. Nhưng mà con chờ 2 năm rồi cái bạn nó về đó lấy vợ luôn. Rồi cái mối tình thứ nhì? Mối tình nhì là tầm 1 năm yêu xe, mà nó có người mới. Mời bạn nam. Rồi, mời đi em trai. Rồi, xin mời bạn nữ. Xinh xắn, lại đây đi cô. Mời em trai giới thiệu về mình cho bạn gái bên kia nghe luôn. Dạ, lần đầu tiên em xin phép khi gửi lời chào và lời sức khỏe đến anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, quý vị khán giả và bạn bên đó.
Em tên là Đặng Thiên Vũ, em sinh năm 1993. Quê quán của em là ở Bình Định, hiện tại em đang ở quận Phú Nhuận. Nghề nghiệp của em hiện tại đó là em làm bên marketing và làm bên công nghệ thông tin. Hồi hộp nói hơi nhanh chút xíu ha. Dạ. Thiên Vũ năm 93 nha. À, quê Bình Định, bây giờ làm ở Phú Nhuận hả? Dạ, em làm ở quận Nhất ạ. Bình Định là quê vợ của Linh á. Ở quyện nào? Dạ, con ở thị xã An Nhơn ạ. An Nhơn rồi, đúng quê luôn rồi ha. Thị xã An Nhơn. Hả? Đúng okay. Luôn. Rồi, hồi quê, để biết coi nhà gái Bình tôi quê sao. Quê vợ luôn. Giới thiệu đi. Dạ, chào cô và chào chú Đường Linh. Con tên là Nguyễn Thị Thanh Ngọc, sinh năm 1998. Hiện tại đang kinh doanh online, kinh doanh thời trang cơ. Con ở bên Phan Huy Ích, Tân Bình. Con ở Tân Bình cũng gần ngay Phú Nhuận đúng không? À, dạ, chắc gần à. Điểm mạnh, điểm yếu của Ngọc con nói coi. À, dạ, điểm mạnh của con là tự lập, vui vẻ, hòa đồng, biết nấu ăn. Còn điểm yếu của con là đói quá thì hơi quạo, hơi cấu một xíu thôi. Đói ai cũng quạo con ơi. Chú đói chú cũng quạo nữa. Dạ, tại nhiều khi làm nhiều quá cái cũng quên ăn, quên uống cái. À, tới trưa, tới chiều, tối mới ăn, cả ngày ăn một cử vậy đó. Công việc con ok không? À, dạ, bán cũng ok. Con bán cũng được 3 năm mấy rồi. Ừ. Là con vừa đi học vừa bán luôn đó. Đàn trai ơi. Dạ, điểm mạnh của con đó là con sống tự lập, biết nấu ăn, sống lành mạnh, không biết quan tâm, chăm sóc người yêu, biết chia sẻ, đồng cảm, con có ý chí, nghị lực. Còn điểm yếu của con thì con đôi lúc hay cục xúc và đôi lúc thì con ít muốn chia sẻ những khó khăn với bạn gái của mình. Ủa, cục xúc là sao? Tôi đang thắc mắc cục xúc kiểu là như sao? Là, đôi lúc thì kiểu như đang kể chuyện người ta xong rồi đến lúc đó không muốn kể nữa, hoặc là đôi lúc mà người ta hỏi cái gì đó thì mình trả lời kiểu như là quạo quạo. Vậy thì đâu phải gọi là cục xúc con. Cái chữ cục xúc nó dễ sợ lắm á. Cục xúc là coi như là hơi có một chút hàm hồ, hơi có một chút mà gọi là trương phi trong đó. Có nghĩa là thôi chuyển qua cục khác đi. Đó, cục ngang ngược vậy đó. Không tới nào nổi cục xúc đâu nha. Chuyển qua cục khác đi. Mình nói chút xíu đường tình duyên cho bạn gái bên kia nghe đi Vũ. Dạ, thì con đã trải qua 3 mối tình sâu sắc. 3 mối tình sâu sắc luôn á? Dạ đúng rồi ạ. Đó, thứ nhất. Thứ hai là mấy năm? Dạ, thứ nhất là 6 năm, thứ hai là 2 năm rưỡi ạ. Thứ ba? Thứ ba là 1 năm rưỡi ạ. Trời ơi, cả chục năm yêu vậy đó hả? Dạ. Cả tuổi thanh xuân đi yêu thôi. Thiếu sao con là bởi vì là đôi lúc thì mình cái gì cũng vậy là nhiều quá thì nó không có tốt. Rút kinh nghiệm là con sẽ yêu thương ít lại, quan tâm ít lại, không có để bạn đó phải quá phụ thuộc vào mình. Ủa gì kỳ vậy? Là sao? Yêu thương ít lại rồi quan tâm ít lại là sao? Kiểu như là con quan tâm chăm sóc bạn gái là từ những điều nhỏ nhất. Có thể là trưa đó con đi làm, con hỏi bạn nữ ăn gì chưa, bạn nữ kêu là chưa ăn, hoặc là bạn nữ kêu là làm biếng ăn, thì con có thể là con sẵn sàng là con chạy về con mua gì đó cho bạn ăn. Như vậy thì nhiều khi mà coi cho họ cái cảm giác phụ thuộc và họ cứ kiểu như là đôi lúc mình không làm như vậy thì họ nghĩ là mình thay đổi. À, tức là lúc đầu mình vô hùng vã quá. Dạ. Rồi đôi khi mình hơi quên cái bạn ấy gọi là bực bội đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy ta làm đều đi, bạn ấy đâu bực bội đâu. Sức đâu mà làm, cả cuộc đời mười mấy năm cho con. Chị ạ. Bởi vì thì công việc con cũng khá là nhiều nên là con nhiều lúc thì con rảnh thì con chăm sóc cho người yêu. Còn những lúc mà con trong công việc thì con hơi bị cuốn vào công việc. Ủa, mỗi tình 6 năm mà có chăm sóc vậy không? Dạ cũng có ạ. Con chia tay bởi vì là cả hai quá hiểu nhau. Lúc hiểu nhau thì họ biết được những cái nhược điểm của mình, và khi cãi nhau thì họ lấy nhược điểm đó ra họ làm tổn thương mình. Trời đất ơi. Yeah. Đã những mối tình mà kéo dài 6 7 năm, 8 9 năm, 10 năm gì là hay chia tay là vậy đó hả? Dạ. Là hiểu nhau quá đúng không? Đúng rồi dạ. Vậy thôi hiểu nhau cảm thông nhau nó khác với việc mà hiểu nhau mà có thể là biết đối phương là như thế nào để làm đau họ một cách nhanh nhất. Đó là dùng cái sự hiểu nhau, biết dạ, nhau rồi. Như vậy để mà làm tổn thương nhau khi mà mình không đồng ý. Trời, cái đó nguy hiểm lắm nha. Nó mệt mỏi ha. Ừ. Cô bé bên đây á, là tới năm 98, có nghĩa là nhỏ xíu xíu à, nhỏ hơn cưng. 5 tuổi à, vậy con học ở 98 à. Tại vì bên nhà gái tôi, á, cô bé này nó dễ thương quá đi. Dạ. Nhìn nó như con cúp bé vậy đó. Bên đây cũng dễ thương mà. Không, thì nhưng mà anh này lớn rồi. Và đâu có lớn, trời ơi, tôi lớn hơn có mấy tuổi mà lớn nhiều cái gì. Nhiều kinh nghiệm trong cái tình duyên, trong cuộc sống rồi. Con tốt nghiệp dạ, trường... con tốt nghiệp học viện hành chính quốc gia. À, tức là đi vừa đi học vừa đi dạ, làm đúng không? Mà giờ con là... tốt nghiệp rồi. Dạ, đúng rồi. Hành chính quốc gia là con có ý định xin việc ở một cái cơ quan nào? Dạ chưa, hiện tại là con muốn kinh doanh phát triển hơn. Đó. Còn nhỏ mà. Cho nên là bé là chỉ có ở nhà là chính với đi học thôi. Tình duyên dạ. Đó là sao? Dạ, có tình duyên con rồi. Có 2 mối tình rồi hả? Dạ. Cũng 2 mối rồi chứ ít à. Mối mối dài nhất là mấy năm? Dạ 4 năm. 4 năm. Trời ơi, quyêu dữ lắm chứ bộ. Con chờ bạn nó đi lính 2 năm. Bạn nó nói về mà nó sẽ bù đắp cho con. Nhưng mà con chờ 2 năm rồi cái bạn nó về đó lấy vợ luôn. Con chờ 2 năm rồi cái bạn nó về đó lấy vợ luôn.
Trời ơi, cái đó mối tình đầu hả? Dạ đúng rồi. Rồi cái mối tình thứ nhì? Mối tình nhì là tầm một năm yêu xa mà nó có người mới. Hai mối tình đều là bị người ta phản bội. Nhưng mà bây giờ cái tiêu chuẩn con đặt ra cho người bạn gái tương lai của mình là như thế nào? Dạ trên 1m6, biết nấu ăn, biết chăm sóc bản thân những lúc mà không có ở bên cạnh của nhau, yêu thương gia đình của người yêu, của chồng của mình, phải hòa đồng với mọi người ạ. Cái điều con ghét nhất ở người con gái là gì? Không chung thủy ạ. Mình có mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ mẫu hình lý tưởng thì thực sự con không có, nhưng mà kiểu như nếu mà nói về ngoại hình lý tưởng á, thì con có thần tượng là chị Diễm My 9X. Diễm My 9X ha? Diễm My 9X. Rồi, để con qua cao kia mét coi. Nhiêu vậy con? Dạ con cao mét 52 ạ. Bé này con mét 52 thôi mà như con cao dữ lắm phải không? Dạ con cao 1m83 ạ. Wow, 1m83. Wow. Để con qua coi nhà gái coi. Con chào chú. Xin chào con. Mình muốn có một mẫu hình lý tưởng như thế nào con? Dạ con muốn hình mẫu lý tưởng con là một người chín chắn, trưởng thành, là người có gia đình, biết quan tâm chăm sóc. Tại vì mấy cái mối tình trước của con Nguyên còn nhỏ quá, cho nên là kiểu như con Nguyên giống như con là chị gái vậy đó. Bên đây trưởng thành rồi nè, trưởng thành chững chạc luôn rồi đó. À, nãy giờ con nghe cảm nhận cái người bên đây có hợp tính con không? À, dạ con thấy là anh nói anh cũng tự lập. Thì con rất là thích người có tính tự lập, tại giống con. Con không thích điều gì ở đàn ông? Dạ, không chung thủy. Ông thấy bên nhà gái tôi có giống Diễm My 9X không? Khác chứ, mỗi người có cái khác nhau. Sao bên nó thích Diễm My 9X vậy? Bên đây, cái nét bên đây. Thì sao hỏi, mỗi người ta có một cái ý thích thì riêng. Thì muốn hỏi kìa, trả lời tôi được không? Để biết đâu giống ai đó. Dạ, thì con tiếp chia sẻ là bởi vì là Diễm My 9X thì chị có cái ngoại hình thì khá là giống cái bạn vừa đầu của con. Khá giống thôi, con chỉ nói về ngoại hình và đó chỉ là cái mà con mong muốn chứ không phải là cái mà tiên quyết. Dạ. Bây giờ mình nói đây nè, đừng bao giờ so sánh với dạ, người mới để giống bất kỳ người nào nha. Dạ. Đây là một trong những cái điều con gái tối rất là gọi là tối kỵ luôn. Quá khứ không bao giờ nhắc lại, bởi vì vậy tôi không muốn nói vụ này luôn. Mà nhà gái cứ nhắc hoài luôn. Không, tôi phải moi chứ, ông nói sao được. Tôi phải moi ra. Không có được, cái này là phải nhạy cảm lắm, thấy không? Dạ, sao được. Ông Linh, mình phải moi ra để chi, để mình dặn bạn. Trong quá trình tìm hiểu đừng bao giờ đề cập tới là em ơi, em giống cái người yêu đầu tiên của anh ghê. Em ơi, em giống cái người yêu thứ nhì của anh lắm nghe. Có cái nét giống cái cô bạn gái thứ ba của anh. Ví dụ vậy. Không có nên vậy. Không nên. Ví dụ giờ mình nói có cái mẫu hình giống chị Diễm My 9X đi. Dạ. Có cái mẫu mình ấy thôi, còn đừng bao giờ gọi là nói giống người yêu cũ gì đó. Mỗi người có cách dễ thương. Đôi khi cô này nhìn nó nhiều, người ta nói cô này xinh hơn Diễm My. Có cái nét khác. Ừ, khác nhau. Nét... Rồi, hai đứa này dễ thương. Bây giờ là mình chuẩn bị cái gì để mình cưới vợ chưa hả Vũ? Dạ con cũng có chuẩn bị rồi. Tuy nhiên thì hiện tại thì trong năm nay thì con cũng có một vài kế hoạch mới cho công việc của con, nên đâu đó thì con nghĩ là trong vòng năm tới thì con sẽ chuẩn bị đầy đủ và vững chắc. Bây giờ mình nói cho nhà gái ta yên tâm đi, mình chuẩn bị được cái gì nè, chứng tỏ rằng mình đã sẵn sàng để có gia đình. Nhà cửa con sao Vũ? Dạ thì con đang mua căn hộ ở quận 12 ạ. Con đang mua trả góp ạ. Nhưng... được, con mua trả góp là được rồi. Thì ngoài ra con cũng có kinh doanh thêm về đồ gỗ nội thất nữa. Trời ơi, giỏi vậy sao? Vậy là giỏi quá ha, ông chủ con làm trẻ đó. Việc lận ha. Người Bình Định giỏi lắm. Hiện tại thì thời gian rảnh con thì con chỉ dành tập trung cho việc mà kiếm tiền. Tốt. Thì sự như là cuối tuần thì con có thể là dịch như này con có thể làm những cái bên ngoài người ta thuê con làm. Rồi bây giờ mình mở rào cho hai người gặp mặt. Mở rào. Nhận quà tặng quà đi con. Lần đầu tiên anh gặp em thì anh cũng có món quà nhỏ gửi tặng em ạ. Em cảm ơn. Này bé Hoa, còn cái này là một món quà nữa. Dạ em cảm ơn. Trong bó hoa thì có một thông điệp thì anh muốn nhắn nhủ tới em. Khi em cần một người để bù đắp lại những tổn thương và thiệt thòi em đã phải chịu đựng, anh sẽ đến và sẵn sàng nói. Có anh đây, có anh đây. Hay quá, con coi cái hộp là cái gì? Dạ, là một cái son. Cái son thì anh chọn màu son này bởi vì là anh nghĩ là cái mẫu người của anh, người mà anh gặp trong hôm nay thì để thích cái màu son mà anh chọn. Dạ, rồi, em cảm ơn nhiều. Con thích màu son nào? Dạ. Con thích màu cam hoặc là màu đỏ. Dạ đúng, chẳng đây là màu đỏ cam. Đỏ cam luôn, ghê thiệt chứ. Dạ em cảm ơn anh, em có món quà. Cảm ơn em. Mở ra con đang gì? Dạ không được. Một cái đồng hồ báo thức. Thì em thấy là cái thời gian là cái mà quan trọng nhất á, cho nên là em muốn tặng một cái đồng hồ báo thức thôi. Là tặng cả thời gian của em cho anh. Anh nghĩ là mình có thể không dùng cái này, em có thể gọi anh vào buổi sáng được không? À dạ. Anh cảm ơn em. Dạ. Cảm nhận của anh đầu tiên khi gặp em thì em khá là dễ thương, năng động và đặc biệt là có mái tóc anh rất là thích. Em thấy là anh là một người chín chắn, trưởng thành, nói chuyện kiểu rất là good á. Thì nói chung anh khá là tâm lý và biết cách
yêu thương và chịu chuộng người yêu. Quan điểm của em về tình yêu là như thế nào? Khi hai người yêu nhau thì sẽ cảm giác là thoải mái, vui vẻ, có thể chia sẻ được những cái khó khăn trong cuộc sống hoặc là tâm sự với nhau. Hai đứa cũng có nhiều cái kỷ niệm về tình yêu đó, thì mình quan điểm thế nào về người yêu cũ? Em không biết là khi mà anh đã chia tay rồi thì cái còn liên lạc với người yêu cũ không, hay là anh không có liên lạc với người yêu cũ, mà nếu có liên lạc thì về một vài vấn đề nó không liên quan đến tình yêu, có thể là công việc chẳng hạn. Hai đứa có nghĩ là cái người yêu cũ của mình nếu như không còn yêu nữa thì coi nhau như là những người bạn thân thiết hay là những người bạn tốt của nhau có không, hay là phải thôi luôn, delete toàn bộ? Dạ, đối với cá nhân con thì người yêu cũ là cái gì đó đã cũ rồi, mà đã cũ thì mình không nên để nó ảnh hưởng quá nhiều. Ở hiện tại mình chia tay mình có thể vẫn thể làm bạn được, nhưng mà nếu mà người yêu của con không có thích điều đó thì con có thể là không liên lạc người yêu cũ. Em thấy thì nếu như mà chia tay xong em thấy cũng làm bạn được, nhưng mà nếu như đúng như anh nói luôn, nếu như mà người yêu mình không thích á thì mình có thể không liên lạc nữa. Em cũng cùng quan điểm với anh. Thì hẹn hò sao đó? Trước ngày hôm nay á thì lúc mà anh rảnh anh sẽ đi dành thời gian đó để kiếm tiền, còn mong muốn thì sau ngày hôm nay thì thời gian anh rảnh anh sẽ dành để đi kiếm em. Em có đồng ý không? Quan điểm rất rõ ràng ha. Dạ. Dạ. Kiếm tiền với kiếm em nó rõ ràng lắm à. Cái thời gian mà công việc của anh á là âu cả tuần luôn anh? Cũng tùy, bởi vì là thường là hành chính anh sẽ làm marketing từ 2 đến thứ 6. Buổi tối anh sẽ làm IT và có thể anh làm ở nhà vẫn được. Thường là cuối tuần thì anh không có làm gì hết thì anh sẽ làm thêm công việc của anh. Dạ. Nói chung là về thời gian anh có thể sắp xếp được. Ví dụ mình có gia đình thì mình sẽ chăm sóc con cái thế nào, thích con trai con gái? Đối với anh thì dù trai gái thì anh nghĩ là nên dừng ở một đứa. Thì quan điểm đó anh cũng có bày tỏ với ba mẹ rồi, nhưng mà ba mẹ cũng không đồng ý, bởi vì nhà anh thì có 6 chị em gái, một mình anh là con trai, nên ba mẹ vẫn muốn là đông con hơn xíu. Nhưng mà đối với anh thì anh nghĩ là dừng lại một đứa là đủ rồi, mình có thể là đủ vững chắc về tài chính, chăm lo tốt cho con, có đủ thời gian để chăm sóc lẫn nhau nữa. À, mong muốn anh có thể là mình chăm con, mình xây dựng cuộc sống, chăm sóc con đến lúc mà con tốt nghiệp đại học xong rồi con nó sẽ tự lo cuộc sống của mình có thể là đi du ngoạn làm gì mà mình thích. Em là cái quan điểm là hai đứa là ok nhất. Có một đứa thì nó ít quá, kiểu như một gia đình mà có kiểu một đứa con thì cái đứa đó nó sẽ bị kiểu như hơi tuổi thân một xíu, nên em nghĩ là nếu mà gia đình thì phải hai đứa thì mới gọi là phát triển. Nhưng tại sao lại Vũ nghĩ chỉ có một đứa? Thì con nghĩ thì một đứa thì nó sẽ có ý thức tự lập cuộc sống của mình và cái ý thức là những việc đó nó phải làm, chứ không phải hai đứa thì đốt nó xin ảnh. Tại sao Ngọc lại là hai đứa? Dạ, quan điểm của con là hai đứa thì ví dụ như có chị có em thì nó có tâm sự nhiều cái, mà cái chuyện như là những cái chuyện mà nó khó nói với cha mẹ thì hai đứa chị em hoặc là anh em á, nó cùng tuổi xem nhau thì nó dễ tâm sự, dễ nói chuyện. Tại sao em không nghĩ tới trường hợp là mình có thể là hóa thân thành bạn của con mình? Mình phải chơi với con. Nhưng mà mình sẽ không có hiểu được tâm lý của nó. Việc hiểu không hiểu thì mình sẽ cố gắng, vì đâu đó thì kiểu như thời gian mà con tiếp xúc với chị nó hoặc em nó thì mình vẫn có thể tiếp xúc với con. Nhưng mà tại vì em thấy là nhiều gia đình có một con rồi, khi mà cái người đó lớn lên á thì kiểu như rất là tha thiết đúng không? Sao tại sao mình ra đường thì ai cũng có chị các em, có tâm sự, đi đâu cũng có chị các em có vui. Còn sao mình có một mình thì em cũng có mấy đứa bạn nó cũng tâm sự mình rồi. Ta cũng ước gì ta có đứa chị gái, ước gì ta có đứa anh trai vậy đó, để mà hả có gì được bảo vệ kiểu như vậy đó. Thì chỉ cần em thích là được. Trời ơi, cuối cùng em thích là được. Chuyện kinh tế trong gia đình thì ai quyết định? Thì có làm dâu của không? Em á thì ví dụ như sau này có gia đình á thì em nghĩ là kinh tế là phụ nữ là người quyết định á. Quyết định bao nhiêu phần trăm em? Dạ, quyết định tới 80%. Ai quyết định hay ai vậy nó không quan trọng, bởi quan trọng sao mà người đó có thể là đủ khả năng mà cần cho tất cả những cái khoản đó, đủ quản trị tất cả những rủi ro là được. Còn chứ không quá quan trọng việc mà ai sẽ là người giữ tiền. Rồi làm dâu làm sao? Vì gia đình con thì ba mẹ thì không quá quan trọng với việc làm dâu, thì người ta thường là người ta quan ngại về vấn đề làm dâu, bởi vì là người ta sợ là mẹ chồng khó tính hoặc là anh chị khó tính. Đối với gia đình con thì ba mẹ rất là có thể là rất là thương con dâu, chỉ cần con dâu biết yêu thương ba mẹ, anh chị cũng có thể rất hòa đồng, chỉ cần là mình hòa đồng và mình có thể chủ động hòa đồng với anh chị. Dù cho làm dâu chăng nữa thì bạn gái cũng không có phải cô đơn trong cái vị trí là con dâu đó. Được Ngọc. Dạ được. Tại vì con rất là sợ lấy chồng mà kiểu cảnh về làm dâu nhiều nhà rất là khó. Còn con thì cũng biết quan tâm chăm sóc, biết nấu ăn, cũng biết dọn dẹp nhà cửa, cũng biết lịch sự với yêu thương ba mẹ gì đó. Nhưng mà cũng vẫn rất là sợ, tại vì nhiều cái bộ phim trên truyền hình á kiểu mẹ chồng nàng dâu á thì kiểu như mình sợ, mình e ngại, mình không dám đến việc hôn nhân luôn á. Còn đối với gia đình anh thì không có như vậy. Phim thì nó hơi quá chút xíu thôi. Không biết là Ngọc có hỏi gì cho anh không? Anh thấy em như thế nào? Em khá là dễ thương, năng động và anh nghĩ em cũng khá là thông minh. Dạ, em cảm ơn. Bây giờ chúng ta
gọi là thay đổi không khí xíu bằng văn hóa văn nghệ đi. Văn hóa văn nghệ đi. Đó. Anh biết hát không? Hiện tại thì anh có thể là mượn lời một bài hát để nói đến những lời anh muốn nói với em. Dạ. Nhiều ký ức chợt ùa về trong tôi. Ngày tháng ấy có bao giờ yêu em? Giờ mới biết chính em là quan tâm. Em có hay rằng trái tim này cần một người hiểu, cần một người nhớ. Tôi chỉ cần một người đó là em. Tôi chỉ cần một người đến bên tôi. Khi tôi nhận ra em chính là tình yêu. Cái sao hả? Rồi đứng lên liền con, đáp lễ liền con. À, yêu hát cũng hay, không có hay. Nhưng mà yêu sẽ hát tặng chương trình cái bài này. Nếu mà không hay thì đừng có chê nha. Gọi tên của anh là nắng, để em được làm mây trắng, bên anh quăng quýt mà chẳng rơi. Và khi gọi anh là mưa, chẳng thể lại gần được nữa. Anh mang ấm áp đi xa, và để giờ mình em lại bơ vơ. Là phao giấc mơ rồi là trời phơi, mình giữa đất trời nơi nào xa xôi. Mà em tôi à dẫn lối em, để gần anh mãi. Hơi mất hơi. Nhưng mà dễ thương mà. Giọng ngọt à. Anh cũng mong muốn là anh sẽ có nhiều cơ hội được nghe em hát thêm nữa. À dạ. Trước khi hai bạn đưa ra quyết định, chúng ta sẽ nghe ý kiến người thân. Lời đầu tiên cho con xin kính chào cô chú MC, gia đình ba bạn gái cũng như các bạn khán giả sinh ngày. Mình là Trinh, chị gái của Vũ. Được biết em mình có tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Mình cũng xin thay mặt gia đình thông qua chương trình tìm cho em một người bạn gái biết suy nghĩ chín chắn, biết quan tâm, lo lắng cho gia đình. Nhà mình thì cũng đông anh chị em, nhưng có mỗi Vũ được con trai thôi. Nhưng cũng em sau này sẽ hòa nhập tốt với gia đình, sống hòa đồng, yêu thương lẫn nhau. Cảm ơn chương trình. Xin chào hai vị MC, xin chào đàn trai và xin chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Mình tên là Thúy Nga, là chị gái của Ngọc. Hôm nay mình đã gửi clip này đến chương trình để nhắn nhủ với bạn trai một điều là đàn trai ơi, bé Ngọc nhà mình rất là dễ thương và tốt tính, nên là nếu đàn trai cảm thấy bé Ngọc nhà mình phù hợp thì hãy nắm bắt cơ hội và hãy trân trọng bé Ngọc nhà mình nha. Bên cạnh đó là Ngọc ơi, chị muốn gửi với em một câu như thế này thế nè: sớm cũng được, muộn cũng được, không quan trọng, quan trọng là phải đúng người nha. Nếu mà hôm nay không dắt được người yêu về thì chị cho vô cửa đó ha. Fighting. Bye bye. Dễ thương quá. Chị trong clip lúc nãy là chị ba của anh, chị tên Trinh. Dạ. Còn chị kia là chị họ của em. Rồi bây giờ trước khi quyết định thì Vũ hãy nói những cái điều gì đó mà tận đáy lòng của mình. Anh mong muốn có cơ hội sẽ bù đắp lại những tổn thương về thiệt thòi anh đã phải chịu đựng. The Great Wave. Bây giờ thì cả hai nhắm mắt lại để cảm nhận xem trái tim mình có đồng ý với bấm nút hay không. 1, 2, 3. Các cháu nó bấm hết rồi. Rồi, chúc mừng. Rồi, hai đứa. Mời. Chúng ta đã chính thức hẹn hò, hãy nắm tay nhau nào. Đẹp lắm. Hy vọng rằng tất cả mọi điều tốt đẹp nhất, hạnh phúc sẽ đến với hai em nha. Dạ. Đây là những món quà của chương trình. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioi, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống, bạn nhỏ của mọi nhà. We Were Cool, nước uống thuần thảo dược giúp thanh nhiệt, hỗ trợ thải độc gan, tốt cho sức khỏe. Sản phẩm cốt súp gà của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm, ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một máy xay sinh tố BL70BR1NV với công suất cực mạnh 700W, dao 6 cánh, 3 lớp bằng thép không rỉ SUS301, có chức năng xay đá và làm sinh tố tự động, cối xay bằng nhựa an toàn không chứa BPA, dễ dàng tháo rời cối, dao để vệ sinh. Chúc hai em hạnh phúc nha, mọi điều may mắn tốt đẹp nhất. Dạ, con cảm ơn chương trình, cảm ơn chú Quyền Linh và cô Hồng Vân ạ. Ok, tụi con nào hãy bảo vệ chăm sóc cô gái. Rồi. Như vậy chúng ta đã kết thúc cặp đôi đầu tiên, họ đã bấm nút hẹn hò với nhau. Mời quý vị chúng ta tiếp tục cặp đôi thứ hai. Số
thanh nhiệt Lip Cool giúp cho người nóng trong, nhiệt miệng, mệt mỏi, sức đề kháng kém, nhiệt cầm thì uống liền Lip Cool. Em quen bạn ấy cùng quê ở Sài Gòn. Quen được một thời gian thì bạn ấy nói là thôi ạ, cái công việc của bạn ấy và cái học vấn của bạn ấy, bạn ấy không bằng em, cho nên là bạn ấy luôn cảm thấy là tự ti và không đủ tự tin để bước tiếp. Bà Tấu anh là với chị Vân là em chưa có mối tình nào ạ? Chưa có luôn rồi hả? Hồi xưa thì mình nghĩ mà chưa vội lấy vợ ấy anh. Sau này thì có tí tuổi thì em lại lo đi học rồi là đi làm, cũng mải mê công việc không. Anh không có để ý tới cô nào xung quanh à? Có, em để ý, em rất thích lắm nhưng em không dám hỏi lời anh. Xin mời bạn nữ. Mời bạn nam. Dạ, rồi, ngồi đi em trai. Rồi, mình giới thiệu một chút về mình đi nào. Em xin chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh ạ. Rồi, chào em. Trần Thị Vui. Nghề nghiệp hiện tại của em là giáo viên tiếng Anh ạ. Em năm nay 30 tuổi. 30 tuổi, em đang dạy ở đâu? Dạ, em đang dạy ở Nhà Bè. Nhà Bè là trong trường hay là mình dạy riêng tư gia? Dạ, em vừa dạy trung tâm ngoại ngữ mà vừa dạy trong trường luôn ạ. À, vậy hả? Ở nhà dạy tiếng Anh cấp mấy em? Dạ, em dạy cấp 2 ạ. Cấp 2 hả? Dạ. Tên nghe thấy vui rồi ha. Rồi, mời nhà trai. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh ạ. Chào chị Hồng Vân ạ. Chào em. Chào bạn gái bên kia ạ. Em xin tự giới thiệu, em là Phạm Đình Thuận, em sinh năm 84. Nghề nghiệp của em là nhân viên y tế, em làm cụ thể công việc là bên khoa chẩn đoán hình ảnh ấy. Nơi ở hiện tại của em là em đang tạm trú ở dưới Thủ Đức ạ. Nhưng mà em làm em làm trên quận 1 chỗ Đa Cao ấy ạ. Em làm bên phòng mạch tư, phòng khám tư. À, phòng khám tư hả? À, ưu điểm khuyết điểm của mình là gì Thuận? Dạ, ưu điểm của em là hiền lành, hòa đồng, sống hòa đồng, hay giúp đỡ người khác ạ. Ngoài ra em để làm những công việc nhà sau khi hết giờ làm việc ạ. Còn có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm thì là hiền lành, ít nói, là nhiều khi là nhút nhát đấy anh. Nhút nhát. Và tính em là cẩn thận đấy, nên là nhiều khi nó hay quên. Đúng rồi, em là chẩn đoán hình ảnh mà. Dạ, dạ. Phải cẩn thận chứ, chẩn đoán sai là điều trị sai đó. Cái đó thì là bên công việc, còn cụ thể những cái công việc ở nhà, ví dụ hôm qua là bảo em đi kiếm cái hợp đồng lao động với cái giấy tờ hồ sơ để bổ sung thì em kiếm mãi không ra, rõ ràng em những cái thứ đó là em rất là cẩn thận, em cất đi rồi. Nhiều khi tôi cũng vậy đó ông Linh, tôi cẩn thận quá, cất xong không nhớ mình cất ở đâu. Đúng rồi. Mình nói về mình xíu đi nè. Dạ, ưu điểm của em tức là một người chăm chỉ, ham học hỏi, biết lắng nghe và quan tâm đến người khác ạ. Còn nhược điểm của em là em có cái tức là hơi chậm một chút và hay quên ạ. Đôi khi em để chìa khóa vào cốt xe rồi khóa lại rồi đi kiếm. Trời đất ơi. Rồi hai người quên hết trơn rồi. Hai bạn đều quên. Mày phải khắc phục nha chứ hai người quên hết là mệt à. Đường tình duyên nhà gái làm sao? Từ đó tới giờ thì em có hai mối tình ạ. Mối tình đầu tiên là yêu xa thì anh ấy làm ở ngoài Hà Nội. Mấy năm? Dạ, chắc được hơn một năm, mà sau đó thì nó có nhiều vấn đề xảy ra nên là hai gia đình thôi. Tức là ngăn cản. Còn cái mối tình thứ hai thì em quen bạn ấy cùng quê ở Sài Gòn. Quen được một thời gian thì bạn ấy nói là thôi ạ. Lý do là tại vì là thực ra là cái công việc của bạn ấy và cái học vấn của bạn ấy không bằng em, cho nên là bạn ấy luôn cảm thấy là tự ti và không đủ tự tin để bước tiếp. Xong là bạn chủ động mà nói thôi. Dạ vâng. Là được mấy năm thôi? Được một năm vậy ạ. Một năm. Thằng Thuận, đường tình duyên Thuận sao, mấy mối tình? Em nói thật với anh báo cáo anh là với chị Vân là em chưa có mối tình nào ạ. Chưa có luôn Thuận hả? Trời, như vậy là bạn này nhát gái dữ lắm nè, đúng không? Ôi sao, lý do sao không có mối tình nào? Tính em nó thoải mái quá, nhiều khi hồi xưa thì mình nghĩ bảo chưa vội lấy vợ ấy anh. Không nghĩ đến cái chuyện gọi là lập gia đình sớm ấy. Sau này khi có tí tuổi thì em lại lo đi học rồi là đi làm, cũng mải mê công việc không. Anh không có để ý tới cô nào xung quanh rồi. Hiện tại đến giờ thì có ra em để ý, em rất thích lắm nhưng em không dám hỏi lời anh. Không có dám hả? Trời đất ơi, nhát dữ vậy. Em. Dạ. Ôi, chào chị. Rồi, tức là mình cứ gặp phụ nữ cái là mình cứ cứng người luôn, đúng không? Đúng rồi, không nói gì được luôn. Nhưng không mà, nói gì được không, luôn. Nếu mà gặp bình thường xã giao thì nó lại là vô tư chị ạ. Nhưng mà, cái người mà mình thương, người mà mình thích đó, đúng là rồi, coi như mình không thể nói được, đúng không? Đúng rồi ạ. Trời rồi, chút xíu nó nhờ ông Linh nói giùm. 84 mà chưa có mối tình vắt vai luôn. Thế rồi bố mẹ sao? Bố mẹ em năm nay thì lớn tuổi rồi ạ. Nhưng mà các cụ có các cụ thì dục lắm ạ, dục từ cách đây cả mấy năm rồi. Rồi. Cái mẫu người của em như thế nào nè? Mẫu người của em là ngoan hiền, biết đối xử với
biết đối nhân xử thế, biết kính trọng người trên kẻ dưới, cảm thông chia sẻ trong cuộc sống. Còn ngoại hình thì sao? Ngoại hình thì nói chung là từ 1m6 đổ lại thôi chị. Tại em cũng 1m68 rồi ạ. Nhìn cân đối vẻ mặt thì cũng bình thường rồi, được không còn. Em chỉ chấm 5 điểm đổ lại thôi. Trời ơi, không còn cần xinh đẹp quá. Vậy dạ. Hả? Xinh đẹp thì càng tốt đúng không? Đúng rồi. Ừ. Vợ mình mà đẹp thì xích quá thì quá không? Tuyệt dạ. Luôn đúng không? 5 điểm đổ lại thôi. Được. Thằng trai này hiền lành ha. Rất hiền luôn. Coi cô gái nhà gái. Chào anh. Chào em gái. Dạ, chào anh. Rất là xinh ha. Là chàng trai đây nhút nhát quá, có gì chỉ bảo giùm nha. Dạ. Nè em có thích cô giáo không? Ta dạ. Là cô giáo dạy tiếng Anh đó. Thích lắm chị. Dạ. Nghề nghiệp này là em thích dạ, đúng dạ, không? Đúng rồi. Ừ. Bây giờ cái gì cũng thích hết trơn. Bây giờ đúng rồi, nghề nào em cũng thích hết trơn. Miễn có người yêu có vợ là được rồi ha. Dạ đúng rồi ạ. Cái mẫu hình lý tưởng của cô giáo như thế nào nè? Mẫu hình lý tưởng của em thêm quan niệm thì mình rất là khó có thể tìm được một người mà hợp với mình 100% anh. Nên là em chỉ cần một người mà ngoại hình ưa nhìn một chút, anh ấy hiền lành, dễ thương và biết chia sẻ với em trong cuộc sống là được rồi. Bây giờ chị thấy nè, chị thấy ở bên đó là những cái mà em yêu cầu là 80% rồi đó. Anh đây hiền lành em thấy không? Sinh năm 84 đó giờ chưa có mối tình vắt vai, tức là em hiểu rồi đó. Người này chắc là chung thủy, yêu là yêu tới cùng luôn rồi đó. Đúng rồi. Thấy không? Dạ. Em không thích điều gì đàn ông? Em không thích những người đàn ông mà nhậu nhẹt nhiều, hút thuốc lá và nói nhiều. Đây người ta làm y tế chắc chứ không đến mức gì đâu. Là không hút thuốc rồi đó đúng không? Có thì. Có. Ơ. Nhiều không? Rượu thì không uống. Hút thuốc đúng. Nhiều không? Cũng thi thoảng thôi ạ. Ừ, dạ. Ta buồn, ta đúng. Chưa có ai, ta buồn, ta hút thuốc thôi. Nhưng mà nếu cái có người yêu bỏ có... Được. Bỏ không? Bỏ được, bỏ được rồi, không có nhậu nhẹt. Nhậu nhẹt thì có chứ anh. Trong giao lưu trong công ty thì thẳng thì... sếp mời thì mình nhưng mà không có lại dạ. Uống quá nữa rồi giống à. Như ghiền đó thấy dạ. Không rồi bây giờ thì anh nghĩ là hai người sẽ gặp nhà gỡ nhau đi dạ, dạ, dạ. Rồi cái mình trao đổi coi nó hợp gì rồi được hay không mình bấm nút nha. Ông phải ngồi sau lưng ông tiếp sức cho bạn đó rồi, nha rồi yên tâm. Ừ. Mở rào nút nó nằm chỗ nào anh chưa Thuận chút rồi, xíu dạ. Là mình trao đổi cái đã. Bây giờ Thuận tới ha, tặng hoa nha. Dạ, dạ. Nói cái gì đó, buổi gặp ở ban đầu gì đó. Đúng rồi. Nào, bắt đầu đi Thuận. Thôi nhé, em chủ động. Chào em, anh có món quà tặng em. Cảm ơn anh, em chào anh. Rồi đây, nói đi sao mà mình tặng hoa hồng, tặng hoa hồng là ý muốn cái gì, dạ, nói đi. Thì em cũng báo cáo chị là em cũng chưa biết bạn nữ là yêu thích cái hoa gì, nên là em cứ lấy cái hoa hồng là làm... Là biểu tượng của tình yêu đúng không? Ừ. Đây là cái cuốn sách mà mỗi khi em khó khăn thì em hay đọc nó. Em hy vọng là cái thông điệp của cuốn sách là khi mà mình khó khăn thì mình cần có động lực để vươn lên. Em muốn chia sẻ những cái điều đó với anh. Đúng rồi. Rồi, chúng ta về ghế ngồi đi. Rồi, bạn có thể đối diện với nhau để cùng nhau nói chuyện nhau nha. Em thấy anh thế nào ạ? Cảm nhận đầu tiên thì em thấy anh là người hơi nhút nhát, ít nói và hiền. ngoại hình cũng ưa nhìn ạ. Anh có xăm mình thôi em. Xăm mình nữa hả? Đúng rồi. Vậy nếu mà em làm người yêu anh thì anh có chịu đi xóa hay không? Sẵn sàng luôn em. Nhưng mà cái đó là cái nét đẹp thôi, riêng tư thôi, đâu phải là gì xăm mình là nó xấu đâu em. Nhưng mà thực ra là em không thích xăm mình ạ. Nhưng mà xăm cái gì nhiều khi xăm ít thôi. Xăm ít đúng rồi anh. Một cái tên gì đó hay là một cái hình gì đó nhẹ nhàng, chứ không phải xin có người xăm nguyên con heo trên lưng, con bò trước ngực không gì đó. Không có anh em. Xăm nó cũng là một cái thẩm mỹ, nhưng quan trọng xăm thế nào thôi. Đúng rồi. À, ta bị thẹo á, người ta bị thẹo ở đâu ta xăm, ví dụ thế. Dạ. À, nó kiểu vậy, thẩm mỹ mà. Anh thấy em là người như thế nào ạ? Anh cảm nhận đầu tiên của em. Em có nụ cười rất là trìu mến. Anh thích em một cái điểm là em là anh là rất thích những người đeo kính cận. Rồi. Cũng giọng nói cũng dịu dàng. Dạ. Dễ nghe. Dạ. Rồi em mà quê là ở đây luôn hay sao ạ? Không, em quê ở Thanh Hóa, nhưng mà em vào đây khi mà em bắt đầu học đại học. Em ở là... chỗ nào Thanh Hóa? Em ở Triệu Sơn, Thanh Hóa. À, Triệu Sơn. Dạ. Cũng gần anh rồi. Anh ở đâu ạ? Anh Ninh Bình. À, hàng xóm ạ. Hàng xóm. Dạ. Rồi, bây giờ thì mình hẹn hò sao đó ở đây nè. Nếu được, em có thể cho anh cơ hội
Anh không cần phải run quá, anh cứ nói chuyện với em bình thường như bạn. Anh sẽ cố gắng chăm lo cho em, rồi là sẽ là bờ vai nương tựa của em suốt đời luôn. Những lúc khó khăn nhất trong cuộc sống. Dạ. Anh có biết nấu ăn không ạ? Cái đó là sở trường của anh luôn. Anh món gì anh làm tốt được quá. Những công việc nhà là anh không bao giờ anh mất một đồng tiền nào cho những công việc lặt vặt trong nhà. Dạ. Anh tự làm được hết. Dạ. Em là một cái người phụ nữ hiện đại á. Nếu như mà em ví dụ như em làm chi tiêu hơi nhiều một chút cho bản thân em thì anh có cảm thấy phiền hay là gì không ạ? Không sao em, anh cũng tính anh phóng khoáng lắm. Tiết kiệm thì là tiết kiệm cái mình cần đáng tiết kiệm thôi cho trong gia đình thôi, còn cái nào anh chi tiêu cũng mát tay lắm em. Dạ. Thêm một cái nữa là tức là hồi bé thì gia đình em khó khăn á, nên là cái công việc học của em nó bị trì trệ lại và em rất là mong muốn được đi học, cho nên tới bây giờ em vẫn còn đi học. Anh cũng đang đi học. Tương lai em vẫn muốn học nữa, thì liệu em học nhiều như vậy anh có cảm thấy phiền gì không ạ? Không sao, anh cũng đang đi học mà em. Anh học gì ạ? Anh học để nâng cao lên tay nghề lên anh. À, anh có phân vân hay là thắc mắc gì về cuộc sống của em thì anh cứ hỏi. Em đang sống với bố mẹ trong này luôn à? Dạ không ạ, ba em thì mất rồi, còn là mẹ em thì ở ngoài quê. Còn hiện tại em đang ở đây với em gái của em ạ. Em gái của em thì học hết lớp 9 chuẩn bị thi cấp 3 ạ. Thế thì cũng còn nhỏ mà. Và đây thì em vừa làm mẹ vừa làm chị của bé luôn. Chị bảo dạy dỗ em. Dạ đúng rồi ạ. Gia đình anh bố mẹ cũng lớn tuổi, anh là út. Còn trên anh là có chị gái và anh trai thì cũng đều đi lập nghiệp ở xa, cũng lấy chồng lấy vợ hết rồi, có mỗi anh là ế thôi. Vậy tương lai là anh ở đây, định hướng ở đây hay là về quê ạ? Cái đó thì anh cũng đang muốn hỏi em là ví dụ sau này bố mẹ anh già yếu mà hay đổ bệnh ấy, mà anh bắt buộc phải về để làm ngoài đó cho gần bố mẹ chăm sóc, tiện chăm sóc, thì em có dám theo anh về ngoài không? Dạ được ạ. Được luôn hả? Được mà, về quê người này là quê người kia luôn mà. Đúng rồi. Sát bên mà. Tiện đường luôn. Ừ, rất là tiện đường đó. Bây giờ thì chúng ta giao lưu văn hóa văn nghệ một chút đi. Để anh hát, anh tặng em đứng lên hát cho biểu diễn cho bạn gái nghe nè. Đứng mạnh dạn lên nhìn bạn gái kìa. Đó. Để tới chương trình em xin gửi tới bạn với anh chị với tất cả mọi người bài Lời của Gió. Em có nghe thấy anh nói gì không? Em có nghe thấy gió nói gì không? Anh đem thương nhớ gửi vào trong gió. Đôi phút bên em được nghe em nói với anh. Cơn gió nào bên tai thì thầm nói với em rằng tôi lẻ loi. Cơn gió nào bay ngang cuộc đời nói với tôi rằng em rất xấu. Nhưng gió ơi gió đừng hôn lên tóc em. Gió ơi gió đừng hôn lên má em. Gió ơi gió đừng hôn lên tóc em. Quên rồi anh. Rồi thấy chưa? Gió hay nói rằng anh luôn nhớ em. Gió hay nói rằng anh mong có em. Gió hay nói rằng anh yêu em. Gió hay nói rằng ta yêu nhau thế thôi. Dễ thương không? Quên hết đúng không? Em quên hết luôn anh. Thấy bạn gái rồi quên hết trơn rồi. Bây giờ trước khi chúng ta quyết định thì hãy nghe ý kiến của người thân chút xíu nha. Rồi Thuận nhìn lên màn hình kia. Xin chào các cô bác, quý anh chị trong cái trường quay của Bạn Muốn Hẹn Hò ngày hôm nay. Thì hôm nay của mình cũng rất là vui, mình cũng nhín một chút thời gian để mình nói về anh Thuận. Rất là vui khi mà nghe được cái thông tin mà là anh Thuận anh tham gia được chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tại vì mình cảm thấy anh Thuận là một người anh rất là dễ mến, dễ gần. Mà tại sao là anh tới giờ anh ấy chưa có bạn gái, nên là có lẽ là mà ảnh chưa tìm được cái ý trung nhân mà ảnh cho là ảnh hợp. Thì em cũng nhắn nhủ với một người chị, người bạn nữ của anh Thuận á, tham gia chương trình cùng anh Thuận á, thì nên dành cho nhau một cái cơ hội gì đó. Thì em cũng cảm ơn chương trình đã giúp cho người anh của mình là anh Thuận á, tìm được cái người mà tâm đầu ý hợp. Chào các cô chú MC của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Và chào anh trai bên kia. Em tên là Ngọc, là em của chị Vui. Và em mong muốn là chị của em có thể tìm được một người hiền lành, tốt bụng và biết cảm thông, chia sẻ.
Và em cũng mong cả hai anh chị thì có thể là cho nhau một cơ hội để tìm được một nửa bên kia của mình. Trời, mấy ngày dễ thương nhỏ xíu à, kính á. Bây giờ thì bạn trai có muốn nói gì trước khi chúng ta tiến hành bấm nút không? Gặp em lần đầu là anh cũng thấy mến em rồi. Em mong em sẽ tạo cơ hội cho mình gặp nhau và tìm hiểu nhau. Thuần, nãy giờ trong lòng mình đang nghĩ gì về người đối diện, cảm xúc thế nào? Nói cho bạn ấy biết đi. Trong lòng thì lâng lâng mà cái chống ngực thì nó đập mạnh anh. Tim. Tim đập mạnh đúng không? Dạ dạ. Rồi, chúng ta để tay vào nút bấm đi. The Great Wave Toshiba. Mình sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. Nãy giờ mình nói chuyện với nhau rồi. Dạ. Quyền bấm nút hay không là của các bạn. 1 2 3 Hay quá trời ơi, tôi nghe hai cái nút cạch cạch tôi mừng muốn rớt tim. Bấm rồi. Trời ơi, chúc mừng em nghe rồi. Như vậy là gái cũng đồng ý bấm nút rồi. Bây giờ cảm giác cái nắm tay thế nào Thuận? Nắm tay đầu tiên, nắm tay con gái. Nắm tay đầu tiên của em đi, em nói đi, em nói cái cảm xúc đó cho vui nghe đi. Cảm xúc là rất là ấm áp. Hồi hộp nữa đúng không? Rung lắm đúng không? Chị biết là em phỏng vấn xin việc luôn chị. Rồi bây giờ có em tưởng tượng bố mẹ của Vui rồi bố mẹ của em báo cho các cụ biết là bây giờ là em đã chính thức em có bạn gái rồi. Dạ, em bao nhiêu năm trời, mấy chục năm hả? Lên đúng rồi, hai mấy năm rồi đó. Trời ơi đó. Dạ, thông báo cho các cụ đi. Trước ống kính truyền hình thì cũng gửi lời chúc sức khỏe đến mẹ của bạn gái, là bố mẹ. Hôm nay con rất vui lên chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, được anh Quyền Linh và chị Hồng Vân giới thiệu cho bạn gái thì cũng là vui. Cũng báo cho bố mẹ biết là con đã có bạn gái, kể từ giờ con sẽ cố gắng tu trí, rồi là lo lắng cho lo cho gia đình nhỏ của con, cho gia đình của con. Rồi, hy vọng rằng hai em sẽ cố gắng chăm sóc cái tình cảm này. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống, bạn nhỏ của mọi nhà. We Were Cool, nước uống thuần thảo dược giúp thanh nhiệt, hỗ trợ thải độc gan, tốt cho sức khỏe. Sản phẩm cốt súp gà của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm, ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một máy tay sinh tố BL70BR1NV với công suất cực mạnh 700W, dao 6 cánh, 3 lớp bằng thép không rỉ SUS301, có chức năng xay đá và làm sinh tố tự động. Cối xay bằng nhựa an toàn, không chứa BPA, dễ dàng tháo rời cối, dao để vệ sinh. Rồi, chúc Thuận vui, hạnh phúc nha. Bạn gái đi đâu mình bảo vệ đó nha, Thuận nha. Thưa quý vị, như vậy là ngày hôm nay Quỳ Linh và Hồng Vân đã kết nối được hai cặp đôi, họ đã bấm nút hẹn hò với nhau. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, và chúng ta sẽ giữ gìn sức khỏe, bảo vệ sức khỏe chúng ta, người thân và gia đình. Mời các bạn xem Bạn Muốn Hẹn Hò trên ứng dụng truyền hình Netclub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ để xem Bạn Muốn Hẹn Hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao, mà còn cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Chương trình phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn Toshiba Việt Nam, Toshiba đỉnh cao chất lượng Nhật Bản đã tài trợ thực hiện chương trình. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại. Bây giờ thì cả hai nhắm mắt lại để cảm nhận xem trái tim mình. 1 2 3 Các cháu nó bấm hết rồi. Rồi, chúc mừng. Rồi, hai đứa mời. Em nghĩ là thời gian là cái quý giá nhất đó chị. Cho nên là khi mà đi làm việc hay là mình có cái deadline nào đó thì có đồng hồ thức thì em thấy là nó rất là ok. Tại vì đối với em thấy thời gian là quan trọng nhất. Cho nên là tại cũng suy nghĩ nhiều, không biết tặng quà gì. Nhưng em nghĩ là cái gì nó quan trọng nhất thì em tặng nha. Anh nghĩ thì mỗi bạn gái trong chương trình thì ghép đúng khoảng cỡ 60-70% so với cái mong muốn của anh. Hôm nay đến đây thì anh có mang hai món quà tặng bạn. Thứ nhất là một bó hoa. Lần đầu tiên anh gặp em thì anh cũng có món quà nhỏ gửi tặng em ạ. Em cảm ơn. Này bó hoa, còn cái này là một món quà nữa. Dạ em cảm ơn. Trong bó hoa thì có một thông điệp thì anh muốn nhắn nhủ tới em.
anh sẽ đến và sẵn sàng nói. Có anh đây, có anh đây. Một bó hoa, hoa tươi thì anh mong muốn là bạn gái sẽ lúc nào cũng sẽ luôn vui và tươi như bông hoa này. Và món quà thứ hai đó là một khỏi son môi, son màu đỏ cam em. Anh nghĩ là màu đỏ cam nó sẽ hợp với phụ cái mẫu người mà anh chọn hơn. Cảm nhận của anh đầu tiên khi gặp em thì em khá là dễ thương, năng động và đặc biệt là có mái tóc anh rất là thích. Anh cao hơn bạn, anh có thể che chở bảo vệ tốt hơn. Có thể là anh ngồi bạn ngồi trước, chở bạn anh che nắng, che mưa, che bụi, che bậm. Thấy em rất là thích em, rất là cao. Bạn thấy em nhỏ nhỏ nên rất là cao, cảm giác như được che chở đó. Lúc mà có phỏng vấn trước chương trình đó thì anh nghĩ tầm khoảng 60-65%, nhưng hiện tại anh nghĩ tầm khoảng cỡ 90%. Trước ngày hôm nay á thì lúc mà anh rảnh anh sẽ đi dành thời gian đó để kiếm tiền, còn mong muốn thì sau ngày hôm nay thì thời gian anh rảnh anh sẽ dành để đi kiếm em. Hiện tại thì anh thấy là tầm được 85-90% rồi. Thì sẽ em thấy là anh là một người chín chắn, trưởng thành, nói chuyện kiểu rất là good á. Con cảm ơn cô chú và gia đình mình đã thời gian qua đã sinh ra, chăm sóc và nuôi lớn. Mặc đến ngày hôm nay thì sau đó thì trong thời gian tới thì con sẽ chăm sóc yêu thương em nhiều hơn nữa. Không phải là gia đình của mình. Em cũng cảm ơn gia đình của anh để anh có thể ngồi. Ngồi trước mặt em nay. Ngồi quạt cho mát đúng không? Đúng rồi, ngồi cho mát. Hết rồi hả? Vậy thì anh mua cho em cái quạt nha. No. Ngồi quạt cho mát, cái quạt cho mát. Cái nhau chứ. Đỏ và cam. Con thích màu cam hoặc là màu đỏ. Vậy đúng chẳng đây là màu đỏ gì? Cam. Đỏ và cam. Ok, hai màu, màu cam ưu tiên. Thì thích đọc ở đây chứ. Ưu tiên. Bạn 98/100 điểm. Dù bạn có 6 hoặc 52 bạn hỏi thấp nha. Tại vì em đã nói rất là thích màu cam. Tại vì em lần lượt rất thích màu cao. Tại cái gì cảm giác như mình chia chở, được bảo vệ. Cái thì mình đó mình. Cho nên em khi em nghe 1.8 mấy á thì em vui rồi. Em hơi vui vui. Vậy con cao 1.83 ạ. Wow, 1.83. Wow. Để em qua coi nhà gái coi. Em có lời muốn nhắn nhủ đến khán giả xem chương trình thì bạn muốn hẹn hò là một năm sau thì đối với cá nhân em thì nó mang ý nghĩa rất là lớn, và đâu đó thì giúp cho mình là tìm kiếm được một mối quan hệ lâu dài. Như chị em nói á, sớm cũng được, muộn cũng được, đúng rồi là được. Mình sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. Nãy giờ mình nói chuyện với nhau rồi. Dạ. Quyền bấm nút hay không là của các bạn. 1 2 3. Hay quá trời ơi, tôi nghe hai cái nút cạch cạch tôi mừng muốn rớt tim. Bấm rồi. Trời ơi, chúc mừng em nghe rồi. Như vậy là gái cũng đồng ý bấm nút rồi. Hơi hồi hộp một chút, giống như là kiểu sợ một cái khuyết điểm gì đó mà mình lại lên TV thì nó cũng không hay lắm. Thực ra mình đã gửi cái yêu cầu tới chương trình á, nhưng mà mình nghĩ là mình có quan niệm là vạn sự tùy duyên vậy thôi. Dù chương trình có giới thiệu cho mình người như thế nào, nếu mà mình hợp thì mình tới, còn không hợp thì mình có thêm một người bạn tốt. Trở lại trước khi lên sân khấu mình rất là hồi hộp, mà nó ăn qua lại trong tâm trạng rất lo lắng. Cái mong muốn của mình với bạn nữ là cần bạn nữ biết quan tâm chăm sóc gia đình, rồi là
chia sẻ đồng cảm, thấu hiểu nhau trong cuộc sống, cùng nhau xây đắp mục tiêu trong tương lai. Quà tặng của mình là quyển sách. Mình rất là thích quyển sách này. Cái quyển sách có tựa đề là Bông Hoa Đời Thường á. Khi mà mình, mỗi khi mình khó khăn á, thì mình đều đọc nó. Mặc dù mình đọc đi đọc lại nhiều lần nhưng mà mình vẫn thích đọc. Và mình nghĩ là một cái người mà muốn làm bạn với mình á, thì người trong cuộc sống người ta cũng có những lúc khó khăn, và hy vọng là người ta cũng có thể vượt qua được giống như mình. Đang ở trường quay và bố mẹ có thấy vui không? Rồi nếu mà đồng ý sẽ cho bố mẹ gặp mặt. Bố mẹ có mong muốn gì về con dâu không ạ? Em nói thật với anh, báo cáo với anh là với chị Vân là em chưa có mối tình nào ạ. Chưa có luôn hả Thuận hả? Ôi lý do sao không có mối tình nào? Tính em nó thoải mái quá, nhiều khi hồi xưa thì mình nghĩ bảo chưa vội lấy vợ ấy anh. Không nghĩ đến cái chuyện gọi là lập gia đình sớm ấy. Sau này khi có tí tuổi thì em lại lo đi học rồi là đi làm, cũng mải mê công việc, không có ra. Em để ý, em rất thích lắm nhưng em không dám ngỏ lời anh. Không có dám hả? Trời đất ơi, nhát dữ vậy. Trước khi đến đây thì em cũng mong muốn tìm một người bạn trai phù hợp. Và nếu mà mình không tìm bạn trai thì mình cũng có thể có người bạn tốt. Và thực ra là sau cái chương trình em tìm được anh thì em cảm thấy rất là vui. Đầu tiên thì em thấy anh hơi nhút nhát, thật thà, hiền lành. Tại vì hôm nay em đang đi tuổi thì em cũng tưởng tượng bạn trai em chắc không phải là cái người lớn tuổi. Khi mà gặp anh ở ngoài thì em thấy nó cũng tương xứng với cái tưởng tượng của em thứ 7 đến 8. Và tình bạn gái trên chương trình thì em cảm thấy là rất vui, là em ấm áp. Còn bài hát thì em tự nghĩ ra em hát rồi, không có học trước rồi. Em có nghe thấy anh nói gì không? Em có nghe thấy gió nói gì không? Anh đem thương nhớ gửi vào trong gió. Đôi phút bên em được nghe em nói với anh. Cơn gió nào bên tai thì thầm, nhưng gió ơi gió đừng hôn lên tóc em. Gió ơi gió đừng hôn lên má em. Gió ơi gió đừng hôn lên tóc em. Quên rồi anh. Bố mẹ của mình quan niệm mình rất là hiện đại, không cổ hủ như mấy người ngày xưa nữa. Coi dâu coi rẻ là quan niệm của mình luôn, quan niệm rất tiến bộ luôn. Thì hôm nay tới chương trình gặp được bạn thì cũng có cố gắng tiến tới lập gia đình một cách nhanh nhất, tùy theo bạn gái mong muốn. Phía gia đình em cũng là mong muốn em có gia đình. Mẹ em cũng hối gì lâu rồi. Còn cái kế hoạch thì em cứ tiếp tục tìm người. Nếu mà hai người có thể thì chắc là sắp hơn. Nếu được em có thể cho anh cơ hội. Anh không phải run quá, anh có nói chuyện với em bình thường như bạn. Anh sẽ cố gắng chăm lo cho em. Rồi là sẽ là bờ vai nương tựa của em suốt đời luôn. Những lúc khó khăn nhất trong cuộc sống.